Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy vặn vít của hãng Hinti, và máy này là mới nhất hiện nay và cao nhất hiện nay của hãng Hinti. Mã của nó là Hinti SID 4A gạch thêm 2, và máy này sử dụng pin 22V và một máy một pin một sạc. Thì hàng này, hàng Hinti là hàng thuộc dạng cao cấp của tool trên thế giới, và nó có đẳng cấp tool trên thế giới rồi. Thì em sẽ đưa cho anh em xem cái máy vặn vít này. Đấy, anh em nào mà đam mê máy vặn vít thì xem Hinti thì sẽ rất là hài lòng. Hinti thì ở bên Mỹ họ có bảo hành 20 năm, ở Việt Nam thì chẳng có ai bảo hành cho anh em. Rồi, thì máy này là động cơ không chủa than rootless. Lực của nó là 190 Newton và nó có 3 cấp độ điều chỉnh tốc độ. Một máy một pin một sạc, đâu đó là tầm khoảng hơn 5 triệu chút xíu. Đấy, rồi mình sẽ test đến cây thứ hai nha. Đây, cái tay cầm rất là êm tay, và vừa cao su và vừa cái nhựa họ làm kết nối rất là hay và rất là láng. Cao su này và nhựa này thì rất là liền lạc nha, và cái hãng Intel họ làm cái thương hiệu in chìm xuống. Nó sử dụng pin 22V nha anh em. Hai sử dụng pin 22 rồi. Rất là gọn, rất là lèn, là đẹp. Đấy. Pin này thì cũng khá nhiều ở trên thị trường. Em Tân xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Và anh em nếu mà mua một máy một pin và một sạc thì là 5.200.000, máy pin sạc 5.200.000, và máy này rất đẳng cấp và hàng giả, không bao giờ có hãng này. Xin cảm ơn anh em, và anh em liên hệ 0962 232 180. Em Tùng xin cảm ơn.